Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 3 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh Hòa tăng cường kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Xe cấp cứu thiếu và xuống cấp, thực trạng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của già làng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn miền núi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 57.260 lồng nuôi tôm hùm, hiện đã bước vào vụ sản xuất, nhưng điều lo lắng nhất của bà con lúc này là vấn đề ô nhiễm môi trường tại các vùng nuôi. Hiện nay, số lượng lồng nuôi tôm hùm ngày càng tăng với mật độ thả nuôi dày, dẫn đến khả năng trao đổi nước kém, làm cho môi trường tiếp tục ô nhiễm hữu cơ, gây thiếu oxy cục bộ, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của tôm hùm nuôi. Theo kết quả quan trắc cảnh báo môi trường vùng nuôi tôm hùm lồng tại Khánh Hòa của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, trong 2 tháng đầu năm 2019, một số chỉ số môi trường tiếp tục biến động và thể hiện tình trạng ô nhiễm hữu cơ như NNH3, mật độ vi khuẩn Vibrio vượt giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, còn phát hiện sự có mặt của loài tảo có khả năng gây hại cho tôm nuôi như Pyridinium SB tại các vùng nuôi tôm hùm. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo cần làm giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên biển. Các địa phương triển khai nuôi theo đúng quy hoạch đã ban hành. Chi cục thủy sản sẽ tăng cường quan trắc, giám sát vùng nuôi để có những cảnh báo kịp thời đối với người dân. Về phía người dân, cần tuân thủ nuôi đúng vùng quy hoạch, trong quá trình nuôi phải thu gom rác thải đưa về bờ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Tại dự thảo Nghị định 61 của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay một dự án tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi hướng tăng thời hạn vay vốn tối đa từ 60 tháng lên 120 tháng. Về lãi suất vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh, sau Tết thì nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động khá lớn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Ghi nhận tình hình trên, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa liên tục tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm lưu động nhằm tăng cường công tác kết nối nguồn cung cho các doanh nghiệp khác lao động hiện nay. Ngày hội việc làm vừa được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 15 tháng 3 tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp vào khoảng 2.000 lao động. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hầu hết người lao động đến phiên giao dịch còn cân nhắc về các chế độ phúc lợi từ các doanh nghiệp đưa ra. Ngoài ra, phần lớn lao động là học sinh tại các trường nghề sắp tốt nghiệp, trong khi doanh nghiệp chỉ tiếp nhận nhu cầu tạm thời, nên tại ngày hội, các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng được 1/10 số lượng cần, tức khoảng 200 lao động. Dự kiến thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm như thế này, với hy vọng có thể giúp các doanh nghiệp tuyển dụng được số lượng lao động mong muốn. Số lượng tuyển dụng của bên công ty tôi thì khá là nhiều và cái nhu cầu thì cần khoảng 1.000 người. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì đang còn xây dựng và đi vào hoạt động cái nhà máy thứ 5. Cũng nằm trong khu công nghiệp Suối Dầu luôn. Từ đầu năm đến tới nay thì bên tôi cũng tuyển được tầm khoảng 400-500 người rồi. Tuy nhiên là số lượng cần còn lại thì bên tôi vừa phải đi ở các cái huyện của trong cái tỉnh Khánh Hòa. Mình đang tuyển nhiều vào cái mảng phục vụ khách sạn nhà hàng, vào mảng dịch vụ đưa đón sân bay. Hiện tại thì đối với cái việc tuyển dụng mình có nhiều nguồn khác nhau, nhiều cái hoạt động khác nhau. Ví dụ như là về các cái mảng online, truyền thông. Thứ hai thì mình tăng cường kết nối từ với các trường. Mình sẽ tăng cường các trường nghề nằm trong cái khu vực phía Bắc. Thì ví dụ như bên huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh. Thì bắt đầu hôm nay sẽ là Ninh Hòa. Và đến phiên giao dịch cuối tháng sẽ là Vạn Ninh. Theo báo cáo từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong quý 1 năm 2019 tăng 50% so với quý 4 năm 2018 và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu từ việc doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất. Một số ít nghỉ việc, nhảy việc sau Tết, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ du lịch. Do đó, trước mắt, Trung tâm tăng cường mở các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm để nhanh chóng đáp ứng nhanh nhu cầu khác lao động của các doanh nghiệp.
Trong thời gian tới, trung tâm cũng sẽ thông báo nhu cầu tuyển dụng đến các địa phương, trường nghề, cơ sở đào tạo nghề, các hội, đoàn thể để người lao động nắm bắt thông tin tham gia ứng tuyển. Định kỳ thì khoảng chừng 2 phiên của một tháng. Ngoài những cái phiên cố định đó thì những cái phiên giao dịch việc làm để cung những cái ngày hội việc làm để cung ứng cái nhu cầu mà tuyển dụng cấp bách cho những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn, tổ chức cho các cái lưu động tại các cái trường có những cái lớp học sinh tốt nghiệp về các cái chuyên ngành ví dụ như là may mặc hoặc là cơ khí hoặc là điện thì chúng tôi sẽ tổ chức cái ngày hội cho những doanh nghiệp mà có cái nhu cầu tuyển dụng trước khi học sinh mà phát bằng tốt nghiệp để mà cung ứng lao động kịp thời cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện nay các doanh nghiệp cũng có nhiều chính sách khá hấp dẫn như trả lương cao, đảm bảo các chế độ về bảo hiểm, đưa đón, hỗ trợ xăng xe, phụ cấp tăng ca, tiền thưởng lễ Tết nhằm tăng cường thu hút người lao động tham gia ứng tuyển làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Qua khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018, kết quả chỉ số trung bình của ngành đạt 79,06%, xếp loại khá, đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh là 78%. Điểm trung bình năm 2018 của ngành giáo dục Khánh Hòa là 3,95, chỉ số hài lòng 79,06%, tăng so với năm trước. Chỉ số này được tính trên các tiêu chí tiếp cận dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục và tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi. Trong đó được đánh giá cao là kết quả giáo dục, chỉ số hài lòng, môi trường giáo dục, chỉ số hài lòng là hơn 80%. Thấp nhất là tiếp cận dịch vụ, tiêu chí phản ánh việc thông tin giới thiệu, giải đáp cho người dân các cơ chế chính sách chỉ đạt 3,81 điểm và chỉ số hài lòng là 76,23%. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt 3,86 điểm và chỉ số hài lòng là 77,21%. Tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi 3,96 điểm và chỉ số hài lòng là 79,38%. Để nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức cá nhân đối với ngành giáo dục, ngành phải tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, tạo môi trường tiếp cận các dịch vụ giáo dục thuận tiện nhất, minh bạch và bình đẳng. Bên cạnh đó, chú trọng việc tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi của người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành các quyết định công nhận 8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2018. Cụ thể, công nhận thành phố Nha Trang, Cam Ranh và các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Cam Lâm đạt chuẩn với mức độ cụ thể như sau. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Riêng huyện Ninh Hòa và Diên Khánh, ngoài các mức độ đạt chuẩn nói trên, cấp trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2. Toàn tỉnh hiện có 549 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp. Các loại hình giáo dục đào tạo đa dạng và đầy đủ theo quy định, có thể đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2019 với gần 50 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thương mại và hội thảo khoa học kéo dài từ ngày 10 cho đến ngày 13 tháng 5 tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và huyện Diên Khánh. Trong chuỗi hoạt động sẽ có nhiều sự kiện nội dung mang đậm giá trị văn hóa truyền thống vùng đất rừng trầm biển yến của Khánh Hòa nói riêng và duyên hải Nam Trung Bộ nói chung như lễ hội cầu ngư, lễ hội ẩm thực yến sao Khánh Hòa, trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, thi đấu cờ người khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hội thi bơi thúng, lắc thúng. Bên cạnh đó có nhiều hoạt động mang tính hiện đại như triển lãm mỹ thuật sắc biển, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Khánh Hòa trong mắt em, chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, liên hoan các nhóm nhảy, đài nhạc hội thế giới một màu, đêm nhạc đường phố. Các hoạt động thể thao như giải bơi biển, giải bóng chuyền bãi biển, giải bóng đá bãi biển tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, các địa phương thành phố Cam Ranh, huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa sẽ có nhiều chương trình hưởng ứng khác nhằm giới thiệu đến người dân du khách những nét văn hóa đặc sắc của từng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhu cầu sử dụng xe cấp cứu ngày càng gia tăng, đi kèm với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thì hiện tại xe cấp cứu tại một số bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh lại đang rơi vào tình trạng thiếu hụt và xuống cấp. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Là xe cấp cứu của một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, nhưng chỉ có thể vận chuyển bệnh nhân trong phạm vi khoảng 10 km trở lại và không biết hư hỏng lúc nào.
Đây là thực trạng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa, khi cả bệnh viện chỉ có một chiếc xe cấp cứu. Sau 16 năm sử dụng, hệ thống máy móc, động cơ xe cũng như trang thiết bị đều xuống cấp nghiêm trọng. Cứ 3 tháng, bệnh viện lại phải đưa xe đi bảo dưỡng, sửa chữa. Xe nó hư hỏng quá nặng, cho nên năm 2018 chúng tôi sửa hết 10 triệu. Đến năm 2019 vừa rồi chúng tôi lại sửa hết 15 triệu. Cái xe cứu thương này nó quá lạc hậu, không bảo đảm cho cái vấn đề thở oxy cho bệnh nhân, các phương tiện cấp cứu trên xe, như vậy là không bảo đảm cho cái tính mạng bệnh nhân trong trên đường vận chuyển. Bây giờ chỉ chuyển bệnh nhân được từ đây qua bệnh viện tỉnh thôi, chứ chuyển thành phố Hồ Chí Minh không chuyển được cho bệnh nhân tự túc. Không chỉ xuống cấp về máy móc mà hệ thống băng ca để vận chuyển bệnh nhân trên xe cấp cứu của bệnh viện cũng đã lạc hậu, không có chân đỡ. Vì vậy đã dẫn đến tình trạng khi yêu cầu cấp cứu phải tiến hành nhanh thì việc đưa một bệnh nhân lên hoặc xuống xe, các y bác sĩ phải thực hiện khiêng vác bằng tay và mất ít nhất là 30 phút. Rất bất an. Nói chung là xe thứ nhất là về vấn đề máy móc thì nó cũng không được cho nó tốt, thực tình vậy. Nó sự cố về phần máy móc thì nó bất an, nó không biết lúc nào. Đấy, mình cũng không có tự tin được là đi có thể được an toàn hết không. Như những cái xe cứu thương khác á, thì cái băng ca người ta đẩy vào từ giường bệnh, cái là lăn bệnh nhân sang, là một mình lái xe có thể đẩy ra xe, gắn vào xe trong vòng 5-10 phút là có thể gắn lên được băng ca rồi. Ôi tôi nghĩ là mỗi lần gắn lên phải nửa tiếng. Thì lúc đó mới, mà phải có người cơ, lúc đó một mình thì không làm gì được, phải huy động 4 người, nghĩa là phải tối thiểu phải có 4 người thì mới gắn lên được bệnh, gắn lên xe được. Còn tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa, hơn 3 tháng nay, đơn vị không có xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân. Bởi chiếc xe cấp cứu duy nhất của bệnh viện đã thanh lý vào cuối năm 2018, đến nay vẫn chưa được cấp lại. Từ lúc mà thanh lý xe cứu thương cho đến nay, thì bệnh viện cũng đã chuyển viện khoảng 15 đến 20 ca. Bệnh viện phải sử dụng là xe bán tải. Cái phần sau của bán tải là đỡ vận chuyển khi có bệnh nhân ở cấp cứu. Trang bị vấn đề bình oxy gì đó thì nó cũng hạn chế. Bệnh viện cũng đang lo lắng là khi mà có bệnh nhân cần cấp cứu thì vận chuyển liệu có đảm bảo an toàn cho bệnh nhân hay không. Hiện tại không chỉ riêng hai đơn vị trên mà xe cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh, Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn cũng đã xuống cấp. Đây là thực tế rất đáng lo ngại của ngành y tế tỉnh, bởi trong những thời điểm quan trọng, tính mạng của bệnh nhân được tính bằng giây, bằng phút, thì việc vận chuyển bệnh nhân trên những chiếc xe cấp cứu xuống cấp như thế này là rất nguy hiểm. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Diên Khánh sáng nay đã tổ chức trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1.500.000 đồng do một số tổ chức từ thiện và doanh nghiệp tài trợ. Đây là những học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập cũng như tham gia năng nổ các phong trào của nhà trường. Hầu hết các em nhà ở xa trường học và chưa có phương tiện đi học đều phải đi bộ. Chương trình tặng xe đạp là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình chia sẻ yêu thương, thắp sáng tương lai được Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Diên Khánh và các nhà tài trợ tổ chức thường niên. Cũng trong sáng nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa và Trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên, thành phố Nha Trang phối hợp tổ chức thăm tặng quà cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Phật Bửu, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa. Chùa Phật Bửu là nơi cư mang hơn 50 trẻ em mồ côi và người già neo đơn không nơi nương tựa. Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, mì tôm, bánh kẹo, sữa, đồ chơi. Tại đây, các em học sinh trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên còn có cơ hội được giao lưu trải nghiệm với các em nhỏ ở chùa, qua đó giúp các em hiểu hơn về thực tế cuộc sống, từ đó có sự cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời phát huy những việc làm có ý nghĩa cho xã hội. Mới đi vào hoạt động 3 tuần, song lớp dạy bóng đá cộng đồng miễn phí do Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang phát động tổ chức đã giúp cho nhiều em nhỏ ở các phường phía Bắc thành phố có được sân chơi thể thao lành mạnh vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Lớp học bóng đá cộng đồng miễn phí diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần tại sân cỏ nhân tạo Alpha, đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Đây là công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Hải phối hợp với một số cầu thủ bóng đá phong trào trong tỉnh tổ chức. Tham gia lớp học này, các em nhỏ có thêm sân chơi đá bóng bổ ích, hỗ trợ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thể duy trì niềm đam mê bóng đá, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Hiện tại, điều kiện sân bãi, bóng tập luyện cũng như trang thiết bị hỗ trợ dạy học đều được các tình nguyện viên vận động đóng góp. Lớp học mới diễn ra được 3 tuần nhưng đã tạo ra sức lan tỏa, số lượng học viên tham gia đã là hơn 100 em nhỏ từ 6 đến 12 tuổi.
Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Vinh Hải sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân đóng góp để có thêm kinh phí, duy trì lớp học thường xuyên cho các em. Vào tối qua, tại nhà thi đấu 33 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức khai mạc giải vô địch Karate Do các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 3, giải quy tụ 137 vận động viên nam nữ của 8 trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thị xã trong tỉnh và tỉnh đoàn. Các vận động viên được chia thành 2 nhóm tuổi tranh tài 21 bộ huy chương các loại. Cụ thể, nhóm tuổi từ 12 đến 14 tuổi thi đấu kata cá nhân nam nữ và đồng đội nam nữ. Nhóm tuổi từ 15 đến 30 tuổi, ngoài nội dung thi đấu kata cá nhân nam nữ và đồng đội nam nữ, các vận động viên còn thi đấu kumite cá nhân ở 8 hạng cân nam, 6 hạng cân nữ và thi đấu kumite đồng đội nam nữ. Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, qua đó tạo ra một sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần phát triển phong trào Karate Do của tỉnh. Giải còn là cơ sở để tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, bổ sung cho các đội tuyển tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, già làng người có uy tín được xem là cầu nối đưa các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc ở địa bàn miền núi. Thực tế cho thấy, ở đâu phát huy được vai trò của các già làng người có uy tín thì sẽ góp phần tạo được sự ổn định về chính trị, an ninh trật tự, kinh tế xã hội từng bước được phát triển. Phóng sự sau ghi nhận vai trò của già làng trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn. Vi phạm giao thông, tụ tập uống rượu bia hay mâu thuẫn đánh nhau, hễ nghe ở đầu có sự việc là già làng Cao Hương ở thôn 1, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn lại có mặt. Những câu chuyện, những lời khuyên răn, hòa giải thân tình của ông luôn được bà con, nhất là các thanh niên trong thôn, nghe theo, thực hiện. Thì nghe ông già làng nói hồi nãy thì em thấy cũng ông nói cũng đúng cho mình, bản thân mình. Nhưng thì chạy xe đừng vượt ẩu, là mắt con đi tung mấy thằng em, con em đi học nữa, ngoài đường nữa. Cách xa trung tâm huyện hơn 20 cây số, Thành Sơn là xã khó khăn nhất của huyện Khánh Sơn. Để vận động hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an ninh, chính quyền và lực lượng công an đã phát huy vai trò của các già làng trong tuyên truyền đưa chính sách pháp luật của Đảng đến với từng hộ dân. Hàng tuần, lực lượng công an đều đặn cung cấp thông tin cho các già làng. Bằng hiểu biết và uy tín của mình, các già làng đã hướng dẫn truyền đạt lại cho bà con, từ đó nhận thức của người dân miền núi từng bước được cải thiện. Nhiều hủ tục lạc hậu bị xóa bỏ, an ninh trật tự ổn định. Vận động bà con để làm ăn cho phát triển kinh tế từng hộ, từng gia đình, từng thôn, từng xóm, an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho bà con. Vận động bà con giáo dục con em đi học, học hành cho sau này để tiến bộ. Xã thì có 4 già làng, 4 thôn thì cũng là nhờ được các cái già làng uy tín thì họ đã vận động, thứ nhất là con cháu, gia đình và toàn bà con trong xã. Thì khi có các cái tình huống tranh chấp, ví dụ như tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình thì cũng đều vận động các cái già làng đi xuống là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Các già làng nói được người dân nghe, là người dân là nắm được các cái chủ trương và đường lối của nhà nước. Rồi bên cạnh đó thì các già làng là vận động cái con cháu mình nói gương học tập theo các cái gia làng đã đi trước. Những vườn cà phê đơm hoa kết trái, những vụ chuối bội thu. Từ một xã khó khăn, Thành Sơn đã có những bước phát triển ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Có được kết quả đó, một phần quan trọng là những chính sách của Đảng, Nhà nước đã được bà con vận dụng hiệu quả thông qua sự truyền đạt của đội ngũ các già làng, người có uy tín, cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.